Dạ cơm cô đi cô. Hôm nay á cô ăn miễn phí nha, không lấy tiền đâu. Cô cảm ơn con nha. Bác ơi cho con mấy tờ vé số đi bác. Nè cô, vé số nè cô. Đổ dưa cơm của tôi. Thì 500 nghìn đấy. Bác lấy tiền rồi mua lại thức ăn đi. Trời trời trời. Giàu có ăn mặc sang trọng kìa. Ý có tiền rồi đi ức hiếp người khác. Người ta lại còn bán tuổi ông tuổi bà nữa chứ. Cái mắt sáng lá mà cái nét kỳ quá à. Nhìn này, người ta toàn thả phẫn nộ không. Ừ. Mọi người đừng có quay tôi. Người phải quay là chủ quán kia kìa. Xóa video đó đi. Không phải cái gì trước mắt mọi người cũng là sự thật đâu. Đôi khi sự thật ở sau lưng mọi người không nhìn thấy, cũng không quay thấy được đâu. Tiền của chị. Dạ, em đâu có ăn chặn tiền của chị đâu chị. Cũng là một tô bún. Tại sao em tính tiền của chị giá cao hơn? Dạ, phải. Em ơi, tính tiền cho chị với em ơi. Dạ. Dạ, của chị hết 40 ngàn hả chị? Chị gửi em nhá. Dạ. À, chị cho em gửi. Chị cảm ơn em. Cảm ơn chị. Con tôi bún bao nhiêu tô vậy con? À, dạ 30 bát. Cho cô một tô nha. Dạ. Cô trả tiền luôn nè con. Dạ. 10, 15. Cái này là 25. Dạ thôi được rồi cô. Cô chào con xíu nha. Tiền này chị sẽ lấy. Chị? Còn đây là của em. Sinh viên mà bày đặt bù cho khách nữa. Để đấy chị bù cho. Dạ, em cảm ơn chị. Cô ơi, cho con 2 tờ vé số với ạ. 2 tờ là cô 20. Dạ, con xin 20. Ạ. Con gửi cô không cần trả lại con đâu nhá. Cô ơi, nhiều lắm cô ơi. Không sao đâu cô ạ. Tôi cảm ơn cô nha cô.